suy niệm lễ mình máu Thánh Chúa. Giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại. Ngồi lại bên nhau ta cùng hát bài ca tình nguyện, nối tròn vòng tay vì cuộc sống nên thêm thắm tươi. Vì hạnh phúc bao con người, vì nỗi đau bao cảnh đời, một giọt máu cho đi biến tình yêu sáng ngời. Một giọt máu nào cứu bao hàng người, sáng lại niềm tin vì cuộc sống tươi hơn bao điều. Một giọt máu nào trái tim nhân loại, nào hãy cùng nhau chúng ta hiến máu cứu người. Một lần tôi tới bệnh viện thăm người thân, tôi thấy một lời kêu gọi hiến máu với dòng chữ: giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại. Từ đó, tôi bắt đầu hiến máu mỗi khi có dịp thuận tiện. Tôi thuộc vào máu ORH 2+. Người ta 1+, còn tôi 2+. Nên bác sĩ bảo máu này rất hiếm nên quý. Máu này có thể truyền cho mọi người, nhưng tìm được người cùng máu để nhận lại khó. Điều đó làm cho tôi càng vui, vì mình sẽ có nhiều cơ hội cứu người. Cảm giác đi hiến máu thật hạnh phúc. Hạnh phúc bởi vì một phần máu trong cơ thể của mình rồi đây sẽ góp phần giúp cho một người nào đó, một trường hợp nào đó qua cơn nguy kịch, cho người bệnh, cho người thân của người bệnh một niềm hy vọng được cứu sống, được chữa khỏi bệnh, giúp được người khác mà bản thân mình cũng nhận lại được nhiều món quà vô giá: tình thân, niềm vui, sức khỏe. Có lần ở giáo xứ Bình Lâm tổ chức hiến máu, tôi nghe có người nói rằng: ai mà được truyền máu của cha chắc sướng lắm. Tôi hỏi rằng: lý do tại sao sướng? Người kia trả lời: vì cha tốt bụng nên ai được truyền máu của cha cũng sẽ trở thành người rộng lượng như cha. Lời thật đơn sơ, nhưng muốn nói con người sẽ đổi tâm tính khi được thay máu. Tiết máu của người tâm địa tốt sẽ biến họ nên tốt. Và hình như là thế. Tôi thấy có người khi xưa không uống rượu, nhưng từ khi thay máu thì anh ấy uống không biết say. Rồi cũng có người khi xưa ăn cơm phải có rượu, nhưng từ khi thay máu tới giờ một giọt cũng không dám. Hôm nay Chúa Giêsu bảo: ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống vĩnh cửu, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Gioan chương 6 câu 54. Khi Chúa Giêsu nói ăn và uống mình máu Chúa là Ngài muốn nhân loại đón nhận chính sự sống phục sinh của Ngài. Con người được truyền chính sự sống thần linh của Chúa, để mai sau cũng sẽ được phục sinh như Ngài. Như thế, qua dấu chỉ thức ăn, thức uống bình thường của con người là bánh và rượu, sự sống vĩnh cửu đã hé mở ngay từ đời này và sẽ viên mãn ở đời sau. Chính qua việc đón rước mình máu Thánh Chúa, chúng ta được chính Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài nên một với chúng ta như kiểu nói của Thánh Phaolô: từ nay tôi sống, nhưng không phải là tôi sống,
mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói: ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Gioan chương 6 câu 56. Trong mỗi thánh lễ, chúng ta được mời gọi ăn bánh hằng sống, chính là mình máu Thánh Chúa, để từ đây sức sống của Chúa lưu chảy trong ta và sẽ biến đổi chúng ta nên giống Ngài. Điều quan yếu là trong tâm hồn ta, trong máu huyết ta, có còn những vật cản dòng chảy ân sủng Chúa trong tâm hồn chúng ta do tội lỗi, do những tính hư nết xấu hay không? Con người chỉ có thể trở nên giống như Thiên Chúa khi can đảm tháo gỡ những vật cản trong tâm hồn, khi dũ bỏ tội lỗi và những ý hướng bất chính. Chỉ khi đó, sự sống của Chúa mới thẩm thấu trong con người chúng ta và làm cho chúng ta trở nên tạo vật mới trong Chúa Kitô. Xin cho chúng ta biết dọn mình xứng đáng để đón rước Chúa, và xin cho chúng ta can đảm từ bỏ nết xấu và tội lỗi để được Chúa biến đổi mỗi khi đón rước mình máu Thánh Chúa. Amen. Đấy.